Trí xin chào cả nhà. Sau gần 2 tuần Trí phát xong cái cỏ cà lớn thì cả nhà mình thấy cái cỏ cà nhỏ cả nhà mình thấy đây. Đấy. Cái cỏ cà lớn, cà nhỏ nó đã gần như là muốn ngập cái cây cà rồi cả nhà. Có nhiều anh chị hỏi tại sao mà Trí có thể tạo được một cái vườn cà mà có thể khai thác được sinh khối của cỏ nó lớn nhanh như vậy. Cái này là cả một vấn đề cả nhà nhé, không có đơn giản một tí nào. Đây nhà mình thấy cỏ của Trí rất là đồng nhất, rất là đẹp, đều không, gần như là không có các cái loại cây cỏ khác mà cứng. Những cái cỏ này Trí đã khai thác sinh khối nó rất là nhanh và lớn. Ở đây cả nhà mình thấy một cái cây cà phê. Nó đơn giản như vậy thôi cả nhà, nhưng mà thực tế những cái cây này nó đã có khoảng chừng 70 cành ở trong đây rồi. Đấy, 70 cành. Cô chú anh chị mình liên hệ qua số điện thoại 0989703338 cho Trí để được Trí hỗ trợ về tư vấn chăm sóc các loại cây trồng, tất cả các loại cây trồng luôn cả nhà nhé. Rồi tư vấn sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoặc là các chế phẩm sinh học. Tư vấn chia sẻ sản phẩm humic của Trí đang sử dụng, đặc biệt rất là chất lượng và hiệu quả, giá rẻ nữa. Bên cạnh đó hiện nay là có nhiều số điện thoại giả danh Trí hoặc là những người thân của Trí để liên hệ nhà mình không rõ nguồn gốc, thì nhà mình phải cố gắng là lưu ý đây là không phải số điện thoại của Trí nhé. Trí chỉ có một số duy nhất là số 0989703338. Do đó những số liên quan khác nhà mình lưu ý là không bắt máy và không nghe theo lời nói của họ. Thì Trí khai thác cỏ này, Trí vẫn khai thác, Trí phát một chiều và đưa cỏ vào trong hố cà phê. Thì nhiều anh chị mình nói là tại sao là đưa cỏ vào trong hố như vậy thì bón phân cây như thế nào? Thì đó là do anh chị mình vừa mới theo dõi sau này, thì những anh chị mình đã theo dõi từ trước rồi, hoặc là những anh chị mình đã theo Trí từ năm ngoái, từ những ngày đầu tiên Trí chia sẻ clip, thì Trí chỉ cần nêu qua hoặc Trí làm như vậy, thì anh chị mình, những anh chị nào mà hiểu được cái cách làm của Trí thì anh chị mình, Trí không phải dám nói, nhưng mà chắc chắn là anh chị đó đã nâng lên một cái cấp độ khác trong ngành nông nghiệp, có nghĩa là mức độ làm việc đó, có nghĩa là chúng ta tăng cấp độ lên, cái sự hiểu biết chúng ta đã tăng lên dần đối với khoa học quay trồng. Trí chia sẻ đây là không phải là kiến thức, Trí chia sẻ đây không phải là kinh nghiệm, mà nó là kiến thức. Kiến thức của khoa học cây trồng anh chị á, tất cả những cái Trí chia sẻ, anh chị mình search trên mạng đi, nó là một khoa học và khoa học liên quan đến cây trồng. Do đó những anh chị mình đã theo Trí và áp dụng theo Trí thì gần như 100% vườn cà phê nhà mình đã phục hồi và phát triển rất là tốt và rất là bền vững. Tuy nhiên không phải nó chỉ dừng ở là đó, nó là một cái quá trình được kế thừa năm này qua năm kia và năm nọ. Do đó chúng ta làm và phải có sự kế thừa và phải có sự phát triển lên thì cái vườn của chúng ta mới phát triển ổn định được. Anh đang phát cỏ mà gặp cái đại ca này nó cũng lạnh lạnh sống lưng cả nhà. Đấy, cả nhà mình biết con gì đâu mà chắc chắn đấy. Thấy sợ sợ cả nhà. Đây. Đấy, cả nhà mình thấy khoang trắng khoang đen rồi. Con này mà tập một phát là cũng ê mình nữa cả nhà. Sợ lắm luôn. Đây, nó động, nó co lại, nó thủ rồi. Đấy. Kinh quá. Đây là loài rắn cặp nong cả nhà nhé. Cặp nong khoang trắng rồi. Con này cắn là cũng là đứt người nha. Con này chủ yếu là ban đêm á, khi chúng ta pha đèn á, hay là nó thấy ánh đèn nó sẽ đi theo ánh đèn. Và cái con này á, là nó gọi là một cái loài thiên địch có lợi thôi. Tuy nhiên là do nó nguy hại tới con người nên thôi chắc Trí là kết thúc nó từ đấy cả nhà nhé. Thì anh chị mình hỏi Trí là làm sao phát cỏ một chiều để đưa cỏ vào trong gốc, thì đây Trí quay cận cảnh cho nhà mình xem nhé. Thì nhà mình thấy Trí phát cỏ đưa lưỡi dao từ trái qua phải này, từ trái qua phải và di chuyển cỏ hết từ bên ngoài đi vào trong gốc. Đấy, cả nhà mình thấy. Thì đây cái cảnh, thì đây tất cả những cỏ mà được lưỡi dao gom là đưa vào hết trong gốc cà, thì như thế này tạo thành một cái nền hữu cơ rất nhiều trong gốc cả nhà nhé.
sau khi phá cái bên đây là sẽ đi qua bên này, nó đi theo cái hình tròn đồng tâm này cả nhà. Đó, cứ như vậy xong đi qua bên kia, xong rồi đi lên vòng lên xong cứ vòng như vậy thì cỏ nó sẽ đi tự vào trong gốc hết cả nhà. Thì đây anh chị mình sau khi trí phát tấp cỏ vào trong gốc, cả nhà mình thấy đây là cái khối lượng hữu cơ nó nằm ở trong gốc, kết hợp thêm cái axit humic mà trí bón bổ sung trong các lần bón phân nữa, thì trí nói chỉ có như vậy, đơn giản vậy thôi. Mọi người thấy phức tạp nhưng mà trí không, trí thấy đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Trí không có thời gian mà trí đã làm được như thế này thì anh chị mình ở có thời gian nhiều hơn trí thì trí nghĩ là chắc chắn anh chị mình làm sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với trí làm như thế này. Khi chúng ta tủ cỏ rơm rác vô trong gốc này cả nhà, thì dế hoặc là các côn trùng vi sinh vật nó sẽ ăn ăn cái rơm rác cái cỏ này và nó sụp đất làm cho đất của chúng ta sẽ tơi xốp và oxy sẽ nhiều. Oxy nhiều thì tự hiển nhiên là cái bộ rễ của cây trồng nó phát triển tốt và nó hấp thụ được dinh dưỡng tốt hơn. Cái thứ hai nữa, tơi xốp thì cái việc thoát nước, mưa dầm cho nó thoát nước sẽ tốt. Nó tránh hiện tượng được nó uống nước. Chỉ cần uống nước, đối với rễ cây cà phê uống nước khoảng 12 đến 24 tiếng là cái đầu rễ nó sẽ bị ung, bị thúi vậy cả nhà nhé. Cả nhà mình cứ nghĩ là uống nước là nước nó phải nổi lên mặt nước, nhưng thực tế là không. Uống nước cũng có là trường hợp là nước nó nằm đọng lại ở trong các khe rợ hở, các cái khí khổng ở trong đất, làm cho cái môi trường ở trong đó nó thiếu oxy và rễ lúc nào cũng nằm ở trong môi trường nước như vậy thì cũng gọi là uống nước cả nhà ạ. Khi phát thì cô chú anh chị mình không cần phải phát sát dưới đất đâu. Chúng ta chừa lại một cái chân khoảng tầm 3 đến 5 cm, thì chính là những cái chân này sau này cỏ nó tái sinh rất là nhanh cả nhà nhé, chứ không nhất thiết chúng ta phát. Cái thứ hai nữa là chúng ta để như thế này là đất nó không bị trôi, chúng ta không cày đất lên á, là đất nó hoàn toàn nó sẽ không bị trôi, nó không bị trực di dinh dưỡng của chúng ta. Do đó là chỉ những cái giải pháp đơn giản vậy thôi sẽ giúp cho đất chúng ta là duy trì được độ mùn, độ hữu cơ và giúp cho cây cà của chúng ta tự sẽ tự tốt lên thôi được cả nhà. Bên cạnh đó, giai đoạn này á, cả nhà mình nếu mà đi làm mà rảnh á, chúng ta cứ trảy cái lá chân này bình thường nhé, tranh thủ những ngày nắng ráo chúng ta trảy cái lá thân chân đi. Anh chị mình hỏi là cái cà mới trồng có cái cà kiến thiết cơ bản có trảy được không, Trí nói là trảy được hết nhé. Hãy cố gắng trảy thoáng để làm gì, để ánh sáng nó vào được, thì sau này những cái nách cái cành đây này nó sẽ phân hóa mầm hoa tốt này. Chúng ta trảy đừng có mất cái mầm ngủ đây nha, chúng ta trảy mất mầm ngủ đây là sẽ nó sẽ không làm hoa được. Chúng ta cứ trảy ngược này không sao hết gì cả nhà nhé. Hy vọng từ nay phát lai ra từ nay đến cuối tuần thì bắt đầu xong hết cỏ này, thì vô phân xong là Trí sẽ có thời gian nhiều hơn, sẽ chia sẻ thêm nhiều clip cho cô chú anh chị mình theo dõi, sẽ áp dụng tốt hơn. Cô chú anh chị mình cố gắng thì theo Trí trong một khoảng một thời gian tầm 1-2 năm, Trí có chia sẻ tuần tự các chủ đề ở trên cây trồng, không riêng gì cây cà phê mà sau này Trí sẽ chia sẻ thêm nhiều cái cây trồng nữa. Thì sau khi anh chị mình nắm được tất cả những cái nội dung liên quan đến cây trồng, đặc biệt là sinh lý cây trồng, thì Trí bảo đảm cô chú anh chị mình đầu tư cực kỳ nhàn. Thật ra làm nông nghiệp nó không có đến nỗi phức tạp như nhiều cô chú anh chị nghĩ đâu. Chẳng qua chúng ta đang làm theo cái hình thức truyền thống á, thì chúng ta đầu tư công cán nhiều, chi phí vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật nhiều, nhưng cái bản chất là cái độ hữu cơ, cái độ mùn của đất chúng ta đã không tốt. Thì cả nhà mình có làm cái gì nó cây trồng nó đều không tốt hay không? Chúng ta Trí đang hướng dẫn cả nhà mình đây làm đây, cách này là cách phục hồi đất, đất tơi xốp, đất nó dậy lại, đất độ mùn đất càng ngày càng tăng lên thì cây trồng sẽ tự tốt thôi cả nhà.